Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 41 Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 29 tháng 7 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Chư vị đồng học chào mọi người Mời mở quyển kinh kinh tập thiện nghiệp đạo trang thứ tám hàng thứ năm lại nữa long vương nếu xa lìa nói ly dáng thì được năm pháp không tị phá hoại những gì là năm một được thân bất hoại không gì hại được Hai, được quyến trụ bất hoại, không gì phá được. Ba, được lòng tin bất hoại, thuận theo bổn nghiệp. Bốn, được pháp hạnh bất hoại, sở tu kiên cố. Năm, được tiện tri thức bất hoại, không lừa gạt. Đó là năm pháp bất hoại. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô tượng chánh đạn chánh giác sau khi thành Phật được quyến thuộc chân chánh, các ma ngoại đạo không thể phá hoại. Đoạn Kinh văn này cũng là lời khai tị quan trọng để chúng ta tu học. Có thể nói là từ sơ phát tâm cho đến như lai địa cũng không thể tách rời. Nói ly gián là nói khiêu khích tiện phi, đặt điều sinh sự. Hết thảy các pháp thế gian. Chư Phật, Bồ Tát, ổ Sư, Đại Đức đã nói với chúng ta rất nhiều. là tất cả các pháp không có tiện ác, không có đúng sai, không có tà chánh, không có chân vọng, cũng không có lợi hại. Nếu bạn vào được cảnh giới này, vậy thì chúc mừng bạn, bạn thành Phật rồi. Vào pháp môn không hai rồi. Vì sao Phật nói như vậy? Điều mà Phật nói với chúng ta là chân tướng sự thật. Đạt cảnh giới mà chư Phật như lai, đích thân chứng đắc. Gọi là Pháp nhĩ như tị. Nhà Phật gọi là Pháp nhĩ. Người thông thường chúng ta gọi là tự nhiên như vậy. Nó vốn dĩ là như vậy. Tất cả những khái niệm tà chánh tiện phi chân vọng lợi hại này đều là từ tâm người sinh ra. Từ tâm gì vậy? Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn mới thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Hay nói cách khác, phàm phu chúng ta đã mang cặp mắt kính có màu để nhìn quan cảnh bên ngoài, làm cho nó biến chất rồi biến hình rồi. Lì khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước mới có thể nhìn thấy chân tướng. Nhưng nếu không lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tạo nghiệp rồi. Cho nên tạo nghiệp này quả thật mà nói cũng là hư vọng quả báo nhận được cũng là hư vọng thế nhưng những thứ hư vọng này bạn thật sự đang cảm thọ giống như một người đang nằm mộng vậy bạn thấy ác mộng thì thật sự là thọ khổ sợ vã mồ hôi giật bình tĩnh vậy nếu bạn biết được đây là mộng đây là giả thì bạn sẽ không sợ hãi cũng không có hoảng sợ Nhưng chúng ta không biết đó là nằm mộng. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát tị hiện ở thế gian. Các ngài là biết mình đang nằm mộng. Các ngài đến độ chúng ta, loại người không biết mình đang nằm mộng. Các ngài là người đã tỉnh ngộ từ trong mộng rồi chúng ta là người ở trong mộng còn mê hoặc cho nên ý nghĩa của danh hiệu bồ tát gọi là giác hữu tình hữu tình chính là còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước đây gọi là hữu tình các ngài tuy có hữu tình nhưng đã giác ngộ rồi hết mê rồi các ngài hiểu rõ chân tướng sự thật phàm phu chưa có giác ngộ không hiểu rõ chân tướng sự thật nhận giả làm thật cho nên thọ khổ du lượng du biên khổ nạn do đó mà sinh ra trong khẩu nghiệp điều quan trọng nhất là nói ly gián tuy nói dối rất phổ biến nhưng cái hại của nói ly gián hơn hẳn nói dối rất nhiều nói ly gián nhỏ là khiêu kích thị phi khiến cho nhà bạc bất hòa phá hoại gia đình người ta phá hoại vợ chồng người ta đây là nhỏ nói ly dáng lớn là gây chia rẽ cho hai nước bất hòa thậm chí là xảy ra chiến tranh tổn hại biết bao nhân mạng tài sản tội này nặng nó đi dáng lớn hơn nữa là gây chia rẽ phật pháp nhà phật gọi là phá hòa hợp tăng trong tội ngũ dịch tội này rất nặng còn nặng hơn việc gây chia rẽ hai quốc gia dẫn đến phát động chiến tranh hai nước chiến tranh thì thương vong chỉ là thân mạng phá hòa hợp tăng là đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh Có rất nhiều người trong chúng ta đã đọc qua kinh Phát Khởi Bồ Tát Tù Thắng Chí Nhạo trong kinh Phật đưa ra một ví dụ. Có hai vị tỳ kheo giảng kinh thuyết Pháp hoặc Pháp lợi sinh. Pháp duyên tù thắng. Sau đó có người đố kỵ họ cũng là người xuất gia đến phá hoại đặt điều sinh sự đối với pháp sư khiến cho tính chúng mất đi tính tâm đối với pháp sư thế là đạo tràng hoàng pháp này bị phá hoại phật nói với chúng ta tội của họ là đọa vào địa ngục trong thời gian là 18 triệu năm. Đây là 18 triệu năm của nhân gian chúng ta. Chúng ta biết thời gian của nhân gian và địa ngục khác nhau người hiện nay gọi là chênh lệch thời gian. Trước đây, chúng tôi tại giảng tòa đại chuyên ở Đài Trung tỷ Lý giới thiệu cho chúng tôi về trạng huống địa ngục. Tây Lý nói với chúng tôi Thời gian một ngày ở địa ngục Dài Không tệ nghĩ bàn Trong kinh Có rất nhiều cách nói Vì sao Phật phải dùng nhiều cách nói vậy Đó là nói cho chúng ta biết Thời gian không phải là thật trong bách pháp binh môn thời gian đã thuộc về bất tương ưng hành pháp nó không phải sự thật mà chỉ là một cái niệm trừu tượng một ngày trong địa ngục nói theo cách ngắn nhất là hơn hai nghìn bảy trăm năm của nhân gian chúng ta Trung Quốc có Năm ngàn năm lịch sử Bằng giới ở địa ngục hai ngày Phật nói Họ đọa địa ngục Là 18 triệu năm Của nhân gian chúng ta Vậy có phải là thời gian họ ở địa ngục không nhiều không? Không phải vậy thời gian trong địa ngục là một ngày bằng một năm hoặc cảm thấy thời gian đặc biệt dài khi con người đang tỏ cổ thì cảm giác thời gian rất dài khi vui vẻ thì cảm thấy thời gian rất ngắn cho nên thời gian là từ trong cảm giác sinh ra không phải thật trong kinh nói thời gian dài chúng ta có thể tư duy được thời gian 18 triệu năm là dài vô cùng trong địa ngục là vô lượng kiếp sự cảm thọ trong địa ngục là vô lượng kiếp vì vậy tạo tác tất cả tội nghiệp không gì bằng phá hòa hợp tăng đây là tội ngũ nghịch chúng ta phải biết giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân phật chạy báo phá hòa hợp tăng năm loại tội này là đọa địa ngục a tỳ cho dù người xuất gia có lỗi lầm Đại sư Thanh Lương trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao có nói với chúng ta đây là phần giải thích kinh văn của Lập dân gia Ngài trong tứ Thập Hoa Nghiêm. Chương thập tính sau cùng. Đoạn sau cùng Bồ Tát Văn Thù dạy thiện tài đồng tử đi tham học. Tham học này người Trung Quốc gọi là tầm sư học đạo. Dạy thiện tài thái độ tham học. Đối với thiện tài là trong số thiện tri thức có một số người có hành vi dường như là trái ngược đạo đức. tức là tạo, giết trộm, dâm dối. Việc này ở trong 53 lần tham học là có thật. Ngài nói đó là tiện tri thức thật. Trong Phật pháp nói, cần dùng thân gì để độ thì các ngài dùng thân ấy, cần dùng phương pháp gì để độ thì các ngài dùng phương pháp đó. Người ưa thích đánh bạc Thì hàng ngày vào sòng bạc Bồ Tát muốn độ họ Thì Bồ Tát cũng vào sòng bạc như họ Đánh bạc chung với họ Hơn nữa mỗi gián đều thắng Mọi người đều nhìn vào Ngài hỏi Anh dùng phương pháp gì vậy? Ngài liền đem Phật Pháp dạy cho họ Đây là đại quyền tị hiện Nếu nhìn thấy người như vậy mà bạn bỏ đi không thân cận họ. Họ là thiện tri thức thật mà bạn bỏ đi không gần gũi họ. Vậy thì thật đáng tiếc. Pháp duyên của bạn bị đoạn rồi. Đi là nói Bồ Tát đại quyền tị hiện trong thế gian. Đi không phải chỗ phạm phu chúng ta có thể suy đoán được, cũng không phải chỗ mà phạm tình có thể lý giải được. Họ nhất định là vì lợi ích chúng sanh quyết không phải tự tư tự lợi sau đó lại nói một câu cho dù họ là thật thì người cầu học chúng ta cũng phải nên chân thành cung kính học tập theo họ ta học tập mặt tốt của họ mặt không tốt ta không học vậy bạn mới có thể thân cận thiện tri thức thực sự trong thiên hạ. Đây là dạy chúng ta thái độ cần phải có khi tầm sư học đạo. Hay nói cách khác, chư Phật Bồ Tát tị hiện ở thế gian. Trong cửa Phật thường nói là rồng rắn lẫn lộn Vì sao Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật? Lễ kính chư Phật là chắc chắn không có phân biệt. Người thiện, người ác đều có Phật tánh. Trong tâm chúng ta đều phải xem họ là Phật thật để đối xử. Thì chúng ta mới có thể thành Phật được. Nếu trong tâm chúng ta còn xen tạp một số bất thiện thì chúng ta không thể thành tựu. Đây là cửa ải lớn nhất quyết định chúng ta tu hành có thể thành tựu hay không. Cũng chính là điều mà trong đàn kinh gọi là nếu người chân tu đạo không thấy lỗi thế gian đến khi nào chúng ta có thể không thấy lỗi thế gian thì người niệm phật công phu chắc chắn thành phiến hoặc công phu đắc lực rồi vì sao vậy tâm của bạn thuần tiện rồi tâm thuần tiện là chân tâm tâm thuần tiện là bản tánh ngày nay tâm của chúng ta hỏng rồi hỏng ở chỗ nào vậy đem biết bao nhiêu thứ bất tiện ở bên ngoài để vào trong tâm mình tâm mình biến thành bất tiện vốn dĩ là tâm thuần tiện mà nay đã biến thành bất tiện phật thường nói tất cả chúng sanh thế gian là những người mê hoặc điên đảo đáng thương xót họ mê chủ nào điên đảo chủ nào đáng thương chủ nào vậy chính là họ chuyên sưu tập tất cả những thứ bất tiện ở bên ngoài họ chỉ chuyên sưu tập thứ này còn những thiện pháp bên ngoài họ tẩy đều bỏ sót lại hết họ không sưu tập thiện pháp mà sưu tập bất thiện pháp cho nên đã đem đến cho mình biết bao tai nạn. Tai nạn nghiêm trọng nhất là ba đường ác. Ở Singapore, có một người rất thông minh là Cụ Hứa Triết. Bạn xem, bà nói với chúng ta, trong tâm bà cả đời chuyên đi sưu tập thiện pháp của người khác, điều bất tiện của người khác bà đều xem như rác rưởi bỏ hết. Và dứt khoát không cần Đây là tấm gương tốt cho chúng ta tu hành Bà là tín đồ Thiên Chúa, không phải tín đồ Phật giáo. Đến 100 tuổi mới tiếp xúc được Phật Pháp, mới xem Kinh Phật. Bà có tiện căn sâu dày. Sau khi xem kinh Phật bà phát tâm quy y Bà đến cư sĩ Lâm để quy y Ngay cả chứng điệp ngụ giới tôi cũng phát cho bà rồi Vì sao vậy? Ngụ giới bà đã làm được hết Chúng ta đã thọ ngụ giới nhưng chưa chắc giữ được Còn bà đã làm viên mãn Ngụ giới tập thiện đều tu viên mãn Đây là tấm gương tốt cho chúng ta một trăm tuổi quay đầu cũng không muộn. Mấy hôm trước, có một đồng tu ở Đông Bắc gọi điện thoại cho tôi. Họ nói, ở bên đó có một số người xuất gia. Những gì mà mắt họ nhìn thấy được thật là rất không như Pháp có một số người hỏi chúng ta có nên tố cáo họ và trần sự việc này của họ không nhưng họ suy nghĩ lại sự việc này có thể phá hoại hình tượng phật giáo khiến rất nhiều người học phật bị thoái tâm nhưng quả này phải làm thế nào Họ vẫn còn khá Còn có thể tin nhân quả Cho nên tôi bèn nói với họ Bạn tự mình cân nhắc thật cẩn thận Tốt nhất vẫn là mặc kệ họ Họ làm việc của họ Ta làm việc của ta Họ làm sằng làm bậy Tương lai đọa tam đồ Nếu ta muốn dạy trần sẽ khiến rất nhiều tính chúng mất đi tính tâm với phật giáo thì ta phải đọa địa ngục a tỳ phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo lợi hại được mất ở trong đây vào thời đại đó pháp sư đàm loan thời nam bắc triều trong chú giải vạn sanh luận có lời tiên tri nói thời kỳ mặt pháp của chúng ta tu la la sát nắm quyền là hoàn toàn tương đồng với lời huyền ký của Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói thời đại này của chúng ta là tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hàng. Chúng ta phải có trí tuệ lựa chọn. Quan trọng hơn là phải có trí tuệ bảo vệ chính mình, phải hộ pháp. Bảo vệ mình là bảo vệ điều gì? bảo vệ sự chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi của mình bảo vệ bồ tát hạnh nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên của mình tối hôm qua tôi dùng cơm tối với đại sứ ấn độ tại singapore ông đã hỏi rất nhiều vấn đề chúng tôi cũng nói đến phương diện này hộ pháp điều quan trọng nhất là hộ trì phật tánh của mình hộ trì tiện tâm của mình nhất định không bị ngoại cảnh ảnh hưởng đây là thiện định hôm qua Ông hỏi tôi về Tam Ma Địa Ấn Độ giáo cũng tu Tam Ma Địa Trong Kinh la Nghiêm gọi là Samatha Tam Ma Địa Thiền Na Ba loại này đều là danh từ của thiền định Samatha nghiêng nặng về chỉ Người Trung Quốc chúng ta gọi là chỉ quán nghiêng nặng về chỉ thiền na thì chỉ và quán đều xem trọng chỉ chính là không bị ngoại cảnh ảnh hưởng không bị hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất ảnh hưởng bạn nghe rồi nhìn thấy rồi bạn có trí tuệ phân biệt ở trong đây đoạn ác tu tiện làm sao đoạn ác Nhìn thấy người ác, nhìn thấy việc ác. Tuyệt đối không để trong tâm thì là đoạn ác. Đoạn ác là phải đoạn như vậy. Làm sao tu tiện, nhìn thấy người tiện, nhìn thấy việc tiện. Phải biết noi theo. Vậy là tu tiện. Chúng ta nắm vững được nguyên tắc này Thì trên đường bồ đề Sẽ tuột bùm xuôi gió Mới không đến nỗi bị thoái chuyển Phàm phu tu hành không thể thành tựu Chứng ngại lớn nhất Là thời gian tiến thì ít Thời gian lùi thì nhiều Do gì tiến một bước, lùi một bước Nên mới cần du lượng kiếp mới cần ba đại a thăng kỳ kiếp nếu chỉ có tiến bộ không hề lùi bước thì chắc chắn là một đời thành tựu làm thế nào có thể thật sự làm được chỉ có tiến bộ không có lùi bước mấu chốt là ở chỗ này ở samatha thiền định này chúng ta có năng lực phân biệt đúng sai phân biệt thiện ác dứt khoát không được đem điều ác điều sai để ở trong tâm đây chính là điều mà phần trước bộ kinh này phật đã dạy chúng ta chẳng để mảy may bất tiện xen tạp phải bồi dưỡng tâm thuận thiện của chính chúng ta. Tiện tri thức này có lỗi lầm. Chúng ta nghi ngờ thì tâm động rồi. Sự việc sẽ phiền phức ngay. Ta đứt dễ bị thoái chuyển. Tiện tri thức chân chánh Nhất định sẽ tìm bạn để nói chuyện Giải thích cho bạn Giúp bạn đoạn nghi sanh tính Trước đây tôi mới đến Đại Trung Cũng có người thường hay phàn nàn về Thầy Lý Nói rất nhiều Nhưng tôi dứt khoát cũng để ý Vì tôi biết Ngay cả Thích Ca Mô Đi Phật Ngay cả cũng là phu tử Bạn thấy bị bao nhiêu người phỉ bán Đại Thánh Đại Hiền Trải qua hơn Hai ngàn năm rồi Mà vẫn có người phỉ bán họ Một người mà không bị phỉ bán Thì đó không phải là việc dễ dàng Phật Bồ Tát cũng không làm được Bạn phỉ bán đó là việc của bạn. Tôi thấy vị thầy này có đạo đức, có học vấn thì tôi vẫn phải học theo thầy. Nhất định không bị họ ảnh hưởng. Những sự việc về đặc điều sinh sự này rất nhiều. Bản thân thầy Lý cũng hiểu được. Có một lần thầy gọi tôi vào trong phòng giảng giải cho tôi. Thật ra tôi không cần giảng giải, đó là ý tốt của Thầy. Thầy muốn củng cố tính tâm của tôi. Không để tôi rời khỏi Thầy. Cho nên tôi theo Thầy 10 năm. Ân đức quá sâu dày. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch Ban biên dịch Pháp âm tuyên lưu Diễn đọc Phật tử thiền quan